Chào bạn, chào mừng bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn bung cái sạc dự phòng này ra các bạn nhé, để sửa xem nó tình trạng là nó bị như thế này các bạn. Đây, mình cắm sạc cho bạn xem nhé. Đấy, như thế này nhận 23%. Đó, nó bị nhầm nhằng này. Chỗ chân sạc này mình nghi là có vấn đề các bạn. Đấy, bây giờ sẽ cùng bung ra xem nó như thế nào rồi cùng sửa các bạn nhé. Cái này mình cũng đã từng bung ra một lần rồi, nhưng mà lần trước là nó không có bị hiện tượng như thế các bạn. Đây các bạn xem tổng quan, con này là 10.000 mAh này. Đây tem của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, con này chắc là mình mua 1 triệu. Đây cho bạn xem, con này có mỗi một cổng này, không có sạc nhanh các bạn nhé. Đây con này thì chỉ cậy thôi, chỉ cậy nó ra thôi chứ không nó không có ốc vít hay cái gì cả, cậy là nó sẽ ra. Đây cho các bạn xem này, xe pin của nó là hai con to chà vá này. Đây mình sẽ lấy cái pin 5850 cho các bạn xem. Đây này, chiều dài nó bằng nhau các bạn này, nhưng mà nó nhỏ hơn như đây. Con này nó to chà vá lửa luôn này. Đó, chiều dài bằng nhau luôn. Đây, bây giờ thay, sau này cái pin nó hỏng một mạch này ok thì mình sẽ thay 18650 vào đây, chắc lại sẽ đóng được 3 xe pin 18650 vào đây. Tháo ốc này ra để lật cái mặt kia lên, mặt kia của mạch lên đúng không ạ? Các bạn chờ mình một tí, cái túi vít này lởm không tháo được ra. Đây, dùng cái túi vít như thế này các bạn. Cái túi vít này chắc là nó có chuôi cầm nhưng mà mình vứt đâu vào mất rồi. Vẫn chưa mua được bộ mới các bạn ạ. Mình sẽ mua bộ mới. Mua bộ mới để có đồ để ở đây. Cái này không phải của nhà sản xuất, cái này là do lần trước mình bung ra xong ngày nó bị lỏng, mình lại chế cái đấy vào các bạn ạ. Đây các bạn, đây nội thất của nó đây các bạn này. Đấy nhá. Đấy, khá là xịn sò. Đấy các bạn xem, nó có màn hình LCD và lúc mình sạc nó có báo dòng sạc luôn chỗ này này các bạn này. Đấy. Con này khá là xịn sò đấy, mình mua con này là 1 triệu đấy. Không biết bây giờ nó có giảm không, giảm lại chắc cũng phải 7-800. Đấy, mình luôn mua khá lâu rồi con này, 3-4 năm rồi. Đó. Đây. Tình trạng là nó bị lỏng. Cắm sạc nó bị lỏng chỗ này này các bạn này. Đấy, mình cắm mình lắc lắc là nó bị lúc nhận lúc không đấy các bạn. Đấy mình cắm lại cho các bạn xem này, đúng chiều của nó luôn. Đấy buông tay ra không được này, tại vì nhà đấy lại được này. Đó tình trạng là bây giờ sạc là mình cứ phải dùng cái gì đấy, mình dùng cái gì kê vào thế này thì là được, để này là mất đấy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó bị làm sao nhé, rồi sẽ lên phương án sửa chữa con này các bạn nhé. Đây sau khi kiểm tra mình phát hiện ra nó bị bong mối hàn chỗ này này các bạn này. Đây cái chỗ đầu mũi dao của mình chỉ nhé. Đây các bạn xem. Đây, để sát cho các bạn xem này. Đây nó bị chỗ này các bạn, nó bị chỗ này. Chỗ này nó có 4 cái chấu hàn. Đây nó sát dưới mạch này cơ, 4 cái chấu hàn nhé. Các bạn chỗ này nói chung là nó bung cái chỗ này này, nó bị bung cái rác này ra đấy. Đây
Bây giờ hàn lại rồi, chắc là ok các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn lại các bạn nhé. Đó, đơn giản vậy thôi. Những cái đồ này mình để ý một tí mình sẽ sửa được và sẽ không mất tiền mua cái mới các bạn nhé. Đấy, cho mình thấy các bạn là nó hư một tí các bạn vứt đi nó phí ra, mà mua cái này nó đắt chứ đâu rẻ đâu. Mua được cái cụ sạc nó ngon ngon một tí ra cũng đắt phết chứ không rẻ. Còn mua mấy cái cục mà nó rẻ ấy thì lại dùng nó trả ra cái gì. Đấy, con này thì có báo dòng sạc này, rồi đầy pin là tự ngắt các bạn nhé. Đầy pin là tự ngắt để bảo vệ pin của mình, trường hợp mình có sạc qua đêm ấy thì nó cũng không bị phòng pin đâu, không bị hỏng pin đâu. Đấy, đầy pin là tự ngắt, nó tự tắt nguồn, nó tự ngắt nên là sẽ bảo vệ pin rất là tốt các bạn nhé. À, bây giờ sẽ hàn cái đấy lại các bạn nhé. Đây, hàn những cái điểm nó bị bong ra đây. Này, khởi động cái mỏ hàn lên đã. Cái mỏ hàn này phải chờ tầm khoảng 15 giây nó mới nóng để hàn được. Đây, cho bạn xem lại này, chỗ này này. Đấy, chỗ đầm móng tay của mình. Đây, mình dùng cái này mình chỉ cho các bạn nhìn rõ này. Đây, không biết trong cam các bạn có nhìn thấy không. Đây, nói chung là nó bị chảy thiếc ở đây, nó bị bong được mũi hàn chảy thiếc ở đây, ở đây nữa. Đây, những cái chỗ này mình sẽ phải hàn nó lại nhé. Hàn nó lại mới, nó mới ok các bạn. Đây, mà hàn của mình nóng bốc khói được bạn nhìn. Đấy, bây giờ sẽ hàn nó lại. Ok, đây mọi người nha, mình hàn xong rồi nha. Bây giờ gắm sạc thử cho bạn xem này, nó sẽ không bị như này. Gắm phát là nhận luôn. Đó, báo sạc này 37% này các bạn này. Đấy, mình lắc cho các bạn xem này, vẫn sạc bình thường nhé. Đấy, hôm nay là phải giữ không là không được đấy. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Video thấy hay ý nghĩa, các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.